Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một map game 2D trên phần mềm Unity. Đầu tiên thì chúng ta nên tạo một file mới. Chọn New Project, chọn File, chọn New Project. Và đặt tên theo mình mong muốn. Nên vì đang làm một game 2D cho nên chúng ta có thể chọn qua phần 2D và có thể chọn vị trí lưu. Sau khi tạo một file mới thì chúng ta nên add các phần như animation và các project vào ở đây. Chọn vào add tab. Add các phần này vào. Để add vào là để cho chúng ta lúc làm việc sẽ không mất công phải tìm kiếm. Lúc mà nếu ở đây không có thì chúng ta có thể tìm ở các phần ở trên này, nó sẽ hiện thị ở trên này. Đây, ở đây. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy trong quá trình làm việc. Tiếp theo là chúng ta sẽ add các title map vào. Các title map chúng ta sẽ có thể là từ thiết kế bằng các phần mềm như là Photoshop hoặc là AI, các phần mềm chuyên làm về hình nền 2D. Ở đây chúng ta chọn import vào. Ở đây mình có sẵn một cái title ở đây, mình sẽ import nó vào. Rồi để bây giờ chúng ta có thể là cắt nhỏ các phần này ra bằng cái là chọn qua ở phía bên tay phải phần Spy Model, chúng ta nên chọn lại là multi phần multi và số pixel chúng ta có thể là giảm xuống. Ở đây mình sẽ giảm xuống ở cái con khoảng 19 và chọn Spy Editor để vào edit lại cái phần title mà chúng ta đã add vào lúc nãy. Ở đây chúng ta chọn select và automatic, chọn phần automatic và chọn select. Cái này là nó sẽ giúp cho chúng ta chọn sẵn những cái phần chia nhỏ các phần ở đây ra. Nhưng mà chỗ mà chúng ta không cảm thấy không ưng ý thì có thể từ mình để cắt ra những phần đó bằng cách làm chỉ cần kết kích chuột và kéo. Mình sẽ làm ví dụ ở đây một phần. Anh nhả vào. Đấy, có mặt. Chọn chặt tắt phần này đi và chọn apply xuống. Ở đây sẽ có một dấu mũi tên, chúng ta sẽ xóa ra là nó sẽ cắt nó những ra cho chúng ta các phần nhỏ. Và bây giờ mình sẽ add vào và cách là kéo và thả vào ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách kéo dàn các phần này ra. Tuy nhiên mà lúc mà ở đây kéo dàn ra thì nó sẽ bị giảm cái hình ra không thể gì. Và đấy thì chúng ta cho drag model, chọn phần này là title là nó sẽ hiện ra cho bạn một cái bảng ở phía dưới này nữa. Phần title model thì chúng ta chọn lại phần adapter và lúc này mà để kéo cái title này ra thì nó sẽ không bị giảm ra mà nó sẽ chia thêm từng phần nhỏ, từng khối cho chúng ta. Và tiếp theo là đấy là mới một cái hình chúng ta add vào, nó sẽ không có tương tác gì mà nó chỉ là một cái bức ảnh.
để mà tạo, bây giờ chúng ta phải tạo khối cho nó bằng cách làm bằng cách chúng ta sẽ chọn vào phần add connect và chọn phần visit 2D và chọn box slider 2D. Đây sẽ hiện ra cho chúng ta một phần ở đây và chúng ta sẽ click vào edit, phần edit và kéo giãn nó ra theo cái vị trí mà cái phần mình muốn làm lúc nãy á. Và đôi khi là sợ có bị lỗi là nó sẽ không cho kéo ở đây, và chúng ta cũng có thể làm bằng cách là chỉnh kích thước nó ở phần sai. Muốn chỉnh kích thước nó đúng thì có thể làm theo cái phần sai có sẵn của phần hình mình ép vào lúc nãy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo chướng ngại vật ở trong game bằng cách là ép phần trống mà chúng ta cắt sẵn ở lúc nãy vào. Và chúng ta sẽ tạo tiếp cái box slider cho nó. Chọn vào phần editor. Phần editor này nhằm mục đích là lúc mà nhân vật di chuyển qua đấy á, là nó sẽ di chuyển qua được. Thay vì là lúc nãy mà không chọn vào phần này thì nhân vật sẽ bị chặn lại ở đây. Và chúng ta vào phần edit để kiểm tra xem nó là bao quát cái phần trống của chúng ta chứ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo phần code cho nó bằng cách chọn new và chọn phần create, chọn script để tạo phần code và đặt tên, có thể đổi tên lại cho nó. Mình sẽ đặt tên là Sparker. Kiếm thời gian thì mình đã viết sẵn cái phần code ở đây. Đây là phần code của phần Sparker. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi hàm public của phần người chơi vào. Và tiếp theo là phần voice star, chúng ta sẽ gắn cho phần layer này một hàm. Hàm này có tác dùng là sẽ tìm kiếm cái object trong cái phần layer. Và phần tiếp là phần provide voice, cái này là để gọi cả cloudy nếu mà cái cloudy khác va chạm vào với nó. Đây nếu mà nó va chạm vào layer thì player thì người chơi sẽ mất máu, và đây là mình gắn cho nó 2 máu. Đây phần này là phần lực đẩy ra nếu mà người chơi va chạm vào cái vật cản của mình, nó sẽ đẩy ra với lực là 400 F. Để phần này mà hoạt động được á thì chúng ta tạo thêm một phần code ở phần layer mình cũng tạo sẵn ở đây. Đây là phần hàm public này là để gọi cho tạo sát thương lên nhân vật chính. Tiếp theo là đây là lượng máu bị mất. Cái này là giá trị này là chúng ta đã gọi ở lúc trước ở phần này. Đây hàm public để làm cho phần này hoạt động. Để làm các hướng đẩy lui của nhân vật. Đây ví dụ như là hướng x là nó sẽ đẩy lui một lực ép ở bên kia và nhấn cho với giá trị là -100, và các lực theo hướng y với z chẳng hạn.